Chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập một chuỗi bài Vinyasa giúp tăng cường thể lực với các động tác định cuối bài như xoạc dọc, handstand hay mình còn gọi là tư thế đứng trên tay. Chúng ta sẽ tập trung vào các nhóm cơ tay, cơ vai, cơ bụng và cơ hông, tạo đà cho các bạn vào các tư thế đứng ở cuối bài một cách dễ dàng nhất. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu vào tư thế ngồi gập gối, hai tay vòng ôm lấy gối. Hít vào một hơi thật sâu, từ từ đẩy hết ngực về phía trước, nâng cằm ngã cổ về phía sau. Sau đó thở ra bằng cuộn lưng của mình về phía sau, siết chặt cơ bụng lại. Hai hít vào, đẩy ngực về phía trước, nâng cằm. Thở ra cho cằm hướng về phía ngực, cuộn lưng về phía sau. Ba hít vào, bụng áp sát về phía đùi, mở ngực mở phải. Thở ra, đẩy bụng ra xa khỏi đùi. 4. Hít vào thật sâu, nâng ngực, mở vai. Thở ra, thật chậm rãi, hạ ngực xuống, cuộn lưng. Lần nữa hít vào, đẩy hết ngực về phía trước, mở vai, nâng cằm lên. Thở ra, cằm hướng về phía ngực, mắt nhìn về phía bụng. Rồi nhẹ nhàng trả vai về chính diện. Vòng hai tay của mình về phía sau lưng đan sang các ngón tay. Nếu được bạn ấn hai lòng bàn tay của mình xuống. Tiếp tục đẩy hết ngực về phía trước, mở rộng vai. Đẩy cong cơ lưng, nâng cằm mắt nhìn lên. Giữ đây, liên tục hít thở. 1 2 3 4 và 5. Nhẹ nhàng từ từ cuộn lưng của mình về phía sau. Vòng hai tay của mình về phía trước, đồng thời ngã vai của mình về phía sau. Nếu được bạn nâng hai chân của mình lên, được nữa duỗi căng hai đầu gối của mình luôn, siết chặt cơ bụng. Giữ đây, tư thế chiếc thuyền. Đúng rồi, mắt nhìn theo các ngón chân. Liên tục hít thở 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Nhẹ nhàng từ từ thật chậm rãi, ta thoát thế. Rồi nhẹ nhàng từ từ hạ chân của mình xuống, bắt chéo hai cổ chân của mình vào với nhau. Hai tay của mình đưa về phía trước, sau đó duỗi hai chân của mình về phía sau, bạn trở về tư thế kim cương, hạ hai mông trên hai gót chân. Hít vào, hai tay của mình mở rộng ngang vai. Sau đó bạn liên tục xoay nhẹ khuỷu tay của mình từ trước ra sau, khởi động và làm nóng ấm vùng cổ tay của mình. Thả lỏng phần vai, thả lỏng khuỷu tay. Xoay theo chiều ngược lại. Liên tục hít thở, quan sát hơi thở của mình. Tiếp tục hít vào, tay vẫn giữ nắm đấm, gập khuỷu tay, đưa nắm đấm về phía ngực. Sau đó từ vị trí này, nắm đấm đưa xuống và xoay nhẹ khuỷu tay cho nắm đấm của mình ra ngoài. Tương tự, xoay nhẹ khuỷu tay của mình. Tiếp tục khởi động, làm nắm ống vùng khuỷu tay của mình. Xoay theo chiều ngược lại. Liên tục hít thở 2 3 4 5. Cố gắng căng khuỷu tay của mình. Rồi thở ra nhẹ nhàng. Mình lắc nhẹ ngón tay, lắc nhẹ khuỷu tay. Rồi từ từ trở về tư thế cái bàn. Ấn mũi chân, sau đó nhấc nhẹ hai đầu gối của mình lên, siết chặt cơ bụng của mình lại, gù lưng của mình lên cao hết mức có thể, cho cằm hướng về phía ngực. Nếu được, bạn nhấc nhẹ gối trái, sau đó đưa gối trái của mình về phía ngực. Giữ đây, hít thở 3 4 và 5. Tương tự đổi bên, hạ trái, nâng phải. Gối phải của mình ép vào phía ngực luôn, siết chặt cơ bụng của mình lại các bạn. Nhẹ nhàng hạ chân phải của mình xuống. Giữ đây. Vào căng gối, nâng hông đẩy hông về phía sau, tư thế chó cúi mặt. Vai thả lỏng, vai tách khỏi hai mang tai. Từ vị trí này bạn đá cao chân phải của mình lên. Thở ra bước mạnh chân phải về phía trước, đặt giữa hai lòng bàn tay. Di chuyển hai tay về phía trước, căng chân trái của mình về phía sau. Hít vào, đẩy hông về phía trước, nhấn hạ phần hông hết mức có thể. Thở ra nâng hông, căng luôn gối phải.
hai hít vào hông trước, mở ngực mở vai. Thở ra hông sau, căng gối phải. Ba hít vào đẩy hông trước. Thở ra nâng hông sau, thẳng gối. Đúng rồi. Bốn hít vào. Thở ra. Lần nữa, năm hít vào đẩy mạnh hông về phía trước, nhấn hông. Sau đó thở ra bằng hạ luôn gối trái, mũi chân trái của mình duỗi về phía sau. Vòng hai tay của mình sau lưng, đan xen các ngón tay. Ngã cổ, ngã vai về phía sau, đẩy cong cơ lưng. Tư thế phần trăng khuyết. Giữ đây, liên tục hít thở. Mở ngực, mở vai ra nhiều hơn nữa. Hít vào, nâng vai lên. Sau đó thở ra, áp tay trái bên trong chân phải. Nhẹ nhàng bạn dùng tay phải đẩy gối phải của mình sang ngang. Đồng thời mắt nhìn theo vai phải, xoắn hết mức cơ thể phần thân trên. Nếu được, ngã vai của mình về phía sau, đẩy cong cơ lưng luôn. Giữ đây, hít thở. Đúng rồi. Đó, nhẹ nhàng từ từ ấn mũi chân trái, nâng gối trái của mình lên. Tiếp tục nâng hông của mình lên tới khi căng gối phải của mình luôn. Sau đó bạn nhẹ nhàng hạ gót chân trái của mình xuống. Hít vào, hạ hông của mình xuống một nửa. Thở ra, nâng hông của mình lên, tay vươn khỏi đầu. Hít vào, tiếp tục siết chặt cơ eo, hạ hông. Thở ra, nâng hông của mình lên cao. Hít vào, hông hạ. Thở ra, nâng hông lên. Hít vào, hông hạ, siết chặt cơ eo, siết chặt cơ bụng. Thở ra. Hít vào, hạ hông, nhấn. Thở ra. Rồi giữ đây, căng lưng. Nhẹ nhàng từ từ thoát tay phải của mình. Rồi xoay hông, hạ gối trái, ấn mũi chân trái chạm thảm. Rút chân phải của mình về phía sau, sau đó tiếp tục vươn tay phải qua khỏi đầu. Cảm nhận lưng phải của mình căng hết mức có thể. Hít vào, nâng chân phải của mình lên. Cho tay phải nắm lấy cổ chân phải. Cố gắng kéo căng chân về phía sau lưng. Mở ngực mở vai, đẩy cong cơ lưng hết mức cơ thể. Giữ tiếp thăng bằng ở đây. Hít thở 2, 3, 4 và 5. Nhẹ nhàng từ từ thở ra, di chuyển chân phải về phía trước. Đặt giữa hai tay. Cố gắng căng gối phải của mình hết mức cơ thể. Thở ra, cúi gập người về phía trước. Tư thế bán soạt dọc. Chân cầm hướng về phía ống quyển. Ngón chân phải của mình hướng lên trần nhà. Tiếp tục vừa trường vừa gập, vừa trường vừa gập. Giữ cho lưng của mình thật thẳng. Hít vào, nâng vai của mình lên, nâng cằm lên. Sau đó thở ra, tìm cách rút chân phải của mình về phía sau. Về lại tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng ngang vai. Hít vào, trũng vùng lưng, mở ngực mở vai, nâng cằm. Thở ra, gù lưng, siết bụng lại, cằm hướng về phía ngực. Hai hít vào, trũng lưng. Thở ra, gù lưng, siết bụng lại. Ba hít vào thật sâu, mở ngực mở vai. Thở ra, thóp chặt cơ bụng của mình lại. 4. Hít vào, tư thế con bò. Thở ra, tư thế con mèo. Rồi lần nữa, 5. Hít vào, trũng lưng. Và thở ra, về tư thế chó cúi mặt, ấn mũi chân, nâng hông đẩy vai về phía sau. Nhấn hạ phần vai hết mức có thể. Nếu được, bạn có thể thực hiện tư thế chó đi bộ. Thả lỏng các khớp chân, các ngón chân, cơ đầu gối. Hít vào, từ từ đá chân trái của mình lên. Thở ra, bước mạnh chân trái về phía trước, đặt giữa hai lòng bàn tay. Di chuyển hai tay của mình về phía trước. Từ vị trí này, hít vào, đẩy hông về phía trước, nhấn hạ phần hông. Thở ra, nâng hông, căng gối trái. Hít vào, hông trước, hông hạ. Thở ra, nâng hông lên, căng gối trái. Ba hít vào thật sâu. Thở ra chậm rãi.
4, hít vào, mở ngực mở phải, nâng cằm mắt nhìn lên. Thở ra cho cằm hướng về phía ống quyển. 5, hít vào thật sâu. Và thở ra, hạ luôn gối phải, mũi sang phải dụng. Mình về tư thế vòng trăng khuyết, hai tay vòng sang lưng đan sang các ngón tay. Bạn cố gắng kéo căng hai tay của mình xuống, mở ngực mở phai, ngã hết đầu mình về phía sau, đẩy cong cơ lưng. Hít thở. Hít vào, nâng đầu nâng vai lên. Thở ra, tay phải áp bên trong chân trái. Sau đó dùng tay trái đẩy gối trái sang ngang, mắt nhìn qua vai trái. Vừa đẩy cong cơ lưng, vừa xoắn cơ sống lưng của mình. Đúng rồi, tiếp tục đẩy hết gối trái của mình ra ngoài. Mở rộng khớp hông của mình hết mức có thể. Từ vị trí này, hít vào, ấn mũi chân phải. Nâng hông của mình lên cao hết mức có thể. Nếu được, căng luôn đầu gối chân trái. Này, tiếp tục bằng vươn tay trái của mình qua khỏi đầu. Thở ra, hạ hông của mình xuống một nửa. Hai, hít vào, đẩy hông lên cao. Thở ra, hông phải hạ. Ba, hít vào lên cao hơn nữa. Thở ra, siết chặt cơ eo của mình. Bốn, hít vào, đẩy hông lên, căng hai gối luôn. Thở ra, hông hạ xuống. Lần nữa, 5, hít vào, hông lên. Thở ra, hông hạ. Rồi bạn hạ luôn gối phải của mình xuống. Sau đó rút chân trái của mình về phía sau. Hít vào một hơi thật sâu, vươn tay trái qua khỏi đầu. Căng lưng trái hết mức có thể, siết chặt cơ bụng của mình lại. Sau đó nâng chân trái, tay trái nắm lấy cổ chân trái. Kéo căng chân của mình về phía sau lưng. Mở ngực mở vai, nâng cằm, đẩy cong cơ lưng. Giữ 2, 3, hít thở, 4 và 5. Rồi thở ra, từ từ ta thoát thế. Nhẹ nhàng thả lỏng tư thế em bé. Hai gối tách thật mạnh, ngón chân cái chạm vào nhau. Thả lỏng phần thân trên ở giữa hai phần đùi. Trán chạm thảm, mông chạm gót chân. Nhẹ nhàng nhắm mắt. Điều phối lại hơi thở. Giữ cho hơi thở thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Rồi, từ từ chậm rãi, hít vào về lại tư thế chó cúi mặt. Vai thả lỏng tối đa. Căng hai gối. Hít vào đánh chân phải của mình lên. Sau đó gập nhẹ gối. Từ từ mình xoay khớp hông của mình. Cố gắng mở rộng vòng xoay hết mức có thể. Thả lỏng cơ hông, thả lỏng cơ gối, thả lỏng cơ kheo chân. Hít vào, giữ đây, cố gắng căng chân phải hướng về phía vai trái, mắt nhìn theo vai trái. Đánh gối của mình lên cao hơn nữa, mở khớp hông của mình hết mức có thể, đẩy cong cơ lưng. Thở ra, gập gối, gối của mình hướng về phía ngực. Hai, hít vào, nâng gối lên, đánh gối hướng về phía vai trái. Thở ra, gối hướng về phía ngực. Ba, hít vào, mở hông hết mức có thể. Thở ra, trường vai về phía trước. Bốn, hít vào thật sâu. Thở ra, vai vượt khuỷu tay luôn. Lần nữa, 5, hít vào, gập gối. Thở ra, gối hướng về khuỷu tay trái. Này, từ từ bạn hạ gót chân trái. Dùng tay trái ôm lấy gối phải, hoặc nếu được, bạn căng gối phải của mình về phía trước luôn, mũi chân duỗi. Tay trái vươn qua khỏi đầu, đánh hông của mình lên cao, siết chặt cơ eo của mình lại. Liên tục hít thở. Rồi thở ra, từ từ trượt chân phải của mình về phía trước, sau đó hạ hông của mình, trở về tư thế ngồi. Tùy theo độ dẻo của khớp hông, cố gắng tách hai chân càng rộng càng tốt. Hít vào, hai tay vươn lên khỏi đầu. Thở ra, tay trái đặt bên ngoài đùi phải, tay phải đặt sau lưng, xoắn hết mức có thể phần thân trên, mắt nhìn theo vai. Hít vào, tay lên, thở ra, xoắn theo chiều ngược lại, mở ngực mở vai. Hít vào, tay lên, thở ra, xoắn.
Hít vào về chính diện, thở ra xoắn theo chiều ngược lại. Nói nhẹ nhàng từ từ, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Sau đó hai tay của mình đưa về phía trước. Lúc này bạn đi bộ các ngón tay của mình về phía trước. Từ từ gập sâu người của mình về phía trước từ khớp hông. Lưu ý giữ cho lưng của mình thật thẳng. Nếu được, áp bụng, áp ngực, áp cằm của mình chạm thảm luôn. Tay nắm lấy hai cổ chân. Mở ngực mở vai. Giữ, hít thở. 2, 3, 4 và 5. Này, từ từ theo cách riêng của bạn, nâng vai của mình lên, trở về vị trí ban đầu. Hít vào, đưa chân phải của mình về phía trước. Sau đó thả lỏng cổ chân, thả lỏng đầu gối, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Bắt chéo hai cổ chân. Từ từ rút hai chân của mình về phía sau, về lại tư thế chó cúi mặt. Và tư thế chó đi bộ nếu muốn. Nhấn vai. Hít vào, đánh chân trái của mình lên cao. Gập gối, sau đó từ từ xoay hông trái. Rồi, cố gắng mở rộng vòng xoay hết mức có thể. Rồi, nhẹ nhàng, tiếp tục gập gối. Căng chân trái hướng về phía vai phải. Đánh gối của mình hướng lên trần nhà. Mở rộng khớp hông trái hết mức có thể. Đẩy cong cơ lưng, giữ. Thở ra, gập gối cho gối hướng về phía ngực. Hai, hít vào, nâng gối lên về sau lưng. Thở ra, gập gối hướng về phía ngực. Ba, hít vào, nâng gối lên. Thở ra, cho khuỷu tay trường về phía trước. Bốn, hít vào, gối lên. Thở ra, vai trường về phía trước nữa. Lần nữa, năm, hít vào, gối lên. Thở ra, vai vượt khuỷu tay luôn. À, nhẹ nhàng gối trái hướng về khuỷu tay phải. Dùng tay phải đỡ lấy gối hoặc căng gối về phía trước. Tay phải vươn qua khỏi đầu, siết chặt cơ bụng của mình lại, đánh cao cơ hông lên. Nhẹ nhàng trượt dài chân trái của mình về phía trước. Sau đó hạ mông chạm thảm. Tách mạnh hai chân của mình sang hai bên. Hít vào, hai tay của mình vươn lên, lưng thẳng. Thở ra, tay trái đặt bên ngoài gối phải, tay phải đặt sau lưng, xoắn hết mức có thể. Hít vào, hai tay lên. Thở ra, xoắn theo chiều ngược lại, mở ngực mở vai. Hít vào, hai tay lên. Thở ra, xoắn. Hít vào, lên. Thở ra, xoắn. Rồi, nhẹ nhàng từ từ trả vai về chính diện. Sau đó, bạn đi bộ hai tay của mình về phía trước. Cúi gập người về phía trước từ khớp hông. Lưu ý, cố gắng giữ lưng của mình thẳng. Nếu được, cho cằm, ngực, bụng áp thảm luôn, hai tay nắm lấy cổ chân. Cảm nhận sức căng ở phần cơ đùi, cơ mông, cơ kheo chân. Liên tục hít thở ở đây. Hít vào theo cách riêng của mình, từ từ nâng vai lên. Sau đó rút chân trái của mình về phía trước. Thả lỏng khớp chân, thả lỏng khớp tay, thả lỏng đầu gối. Rồi, và tương tự rút lại về tư thế chó cúi mặt. Ấn mũi chân, nâng hông đẩy vai về phía sau. Vai thả lỏng. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, đá cao chân phải lên. Thở ra, gập gối phải cho gối hướng về phía ngực. Sau đó bạn nhảy đổi chân. Duỗi phải. Tương tự, tư thế leo núi. Bạn cố gắng di chuyển càng nhanh càng tốt. Siết chặt cơ bụng lại trong quá trình nhảy. Rồi, thở ra, hạ chân trái. Tiếp tục đánh gối phải của mình lên. Gập gối phải, chân phải đưa về phía sau lưng. Nếu được, về tư thế hoàng giả luôn. Mũi chân ấn về phía sau lưng, đẩy hông của mình lên. Tay phải vươn qua khỏi đầu. Mở ngực mở vai. Hít thở. Tiếp tục đẩy hông lên cao hơn nữa.
vai mở rộng ra. Rồi, từ từ xoay hông, xoay vai. Về lại tư thế tấm ván nghiêng, cho hai chân của mình áp sát vào với nhau. Tay phải hướng lên trần nhà. Giữ đây, hoặc nếu được, tay phải nắm lấy ngón chân cái phải. Sau đó căng chân phải của mình lên, mở rộng khớp hông. Giữ thăng bằng, hít thở. Từ từ thở ra, bạn đưa chân phải của mình về phía trước. Sau đó từ từ, mình trượt chân phải của mình về phía trước, hạ thấp phần hông, về lại tư thế xoạc dọc. Ở tư thế xoạc dọc, cố gắng giữ cho hai hông của mình trên một đường thẳng. Rồi hít vào, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Hai tay áp sát vào mang tay, lòng bàn tay hướng lên trần nhà. Hãy tưởng tượng bạn đang thực hiện tư thế handstand. Cảm giác hai tay của mình đang chống xuống đất. Mở ngực mở vai, tiếp tục căng lưng hết mức có thể. Căng hai khuỷu tay của mình luôn. Liên tục hít thở ở đây. Rồi thở ra, hạ hai tay. Sau đó rút chân phải của mình về phía sau. Từ từ hạ bụng áp thẳng. Hít vào, nâng ngực nâng vai. Nếu được căng khuỷu tay, về tư thế chó ngửa mặt. Thở ra, gập gối phải. Hít vào, xoắn hết mức cơ thể phần thân trên. Mắt nhìn qua vai phải. Thở ra, xoay hông của mình về phía bên trái. Sau đó hạ hông của mình xuống, hai tay nắm lấy gối phải. Ngực mở, vai mở. Từ vị trí này, khuỷu tay trái đặt bên ngoài gối phải. Sau đó tay trái đặt ngoài sau lưng, xoắn hết mức cơ thể phần thắt lưng. Bạn giữ đây hoặc nếu được, vòng tay trái vòng qua gối phải. Sau đó tay phải vòng sang lưng, hai tay nắm lấy nhau. Tiếp tục mở ngực mở vai, xoắn. Hít thở. Rồi từ từ thở ra, nhẹ nhàng ta thoát thế. Rồi gập luôn gối phải. Nếu được, bạn ngồi hẳn trên gót chân phải luôn. Hai đùi áp sát vào với nhau. Hít vào, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Thở ra, từ từ cúi gập người của mình về phía trước từ khớp hông. Nếu được, hai tay nắm lấy chân trái. Vừa trường vừa gập thật sâu, giữ cho lưng của mình thật thẳng. Đúng rồi, nâng cằm mắt hướng về phía trước. Hít thở. Rồi từ từ, thật chậm rãi, ta thoát thế. Sau đó ấn mũi chân phải. Tiếp tục đá cao chân trái của mình về phía sau, thả lỏng phần vai. Thở ra gập gối trái cho gối của mình hướng về phía ngực. Bắt đầu nhảy đổ chân. Liên tục hít thở. Nhảy càng nhanh càng tốt. Cố gắng siết chặt cơ bụng của mình lại. Giữ chắc khung vai của mình. Tiếp tục đẩy căng gối của mình hướng về phía ngực nữa. Hít vào, đánh chân trái của mình lên, sau đó gập gối trái, mũi chân của mình hướng về vai phải, mắt nhìn qua vai phải. Thở ra, từ từ ấn mũi chân về phía sau lưng. Hít vào, đẩy mạnh hông của mình lên, tư thế hoàng giả. Đúng rồi, tay trái vươn qua khỏi đầu luôn, đẩy cong cơ lưng hết mức có thể. Mở ngực mở vai, siết chặt cơ bụng của mình lại. Nhẹ nhàng, từ từ về tư thế tấm ván nghiêng. Nâng tay trái của mình lên, đẩy hông của mình lên cao hết mức có thể. Nếu được, tay trái nắm lấy ngón chân cái trái. Sau đó bạn nâng chân trái của mình lên luôn, mở rộng khớp hông, siết chặt cơ bụng của mình lại. Tư thế thật là vững chắc. Liên tục hít thở, quan sát hơi thở của mình. Này, từ từ đưa chân trái của mình bước về phía trước. Tiếp tục trượt dài chân trái của mình về phía trước, hạ thấp phần hông, tư thế xoạc dọc. Cố
gắng hạ thấp hông phải của mình xuống cho hai hông trên một đường thẳng luôn. Hít vào, hai tay của mình vươn lên, lòng bàn tay hướng lên trần nhà. Cố gắng căng hai khuỷu tay. Hãy tưởng tượng bạn đang thực hiện tư thế trồng chuối bằng khuỷu tay. Đúng rồi, tiếp tục căng hai khuỷu tay nữa cho tay áp sát vào bàn tay luôn. Đẩy nữa, căng lườn hết mức có thể, siết chặt cơ bụng của mình lại. Liên tục hít thở. Rồi thở ra, từ từ thoát thế. Rút chân trái của mình về phía sau. Hạ bụng áp thảm. Hít vào, nâng cằm nâng vai. Nếu được, căng hai khuỷu tay về tư thế chó ngửa mặt. Sau đó gập gối trái, mắt nhìn về phía vai trái, xoắn phần thân lưng. Mở ngực mở vai. Rồi thật nhẹ nhàng từ từ, bạn nhấc gối trái, sau đó xoay người về phía bên phải. Hạ mông của mình xuống, hai tay ôm lấy gối trái. Giữ lưng của mình thật thẳng. Khuỷu tay phải đặt ngoài gối trái. Tay trái đặt sau lưng. Dùng lực khuỷu tay đẩy gối trái của mình về phía bên phải, mắt nhìn qua vai trái. Nếu được, bạn vòng tay của mình sang gối, tay còn lại vòng sang lưng, hai tay nắm lấy nhau. Mở ngực mở vai, giữ ở đây, hít thở. Hít sâu và thở chậm. Cảm nhận cơ sống lưng của mình đang được kích hoạt. Rồi từ từ thả lỏng cơ thể, trở về vị trí ban đầu. Tiếp tục, bạn gập gối trái. Sau đó, ngồi trên gót chân trái. Hai đùi áp sát vào với nhau. Hít vào, hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Thở ra, gập sau người của mình xuống. Trường vai của mình về phía trước. Mở ngực, mở vai, giữ cho lưng của mình thật thẳng. Đúng rồi, vừa trường vừa gập, vừa trường vừa gập. Nhưng lưu ý giữ lưng của mình thật thẳng. Rồi hít vào, từ từ nâng vai lên. Sau đó rút hai chân của mình về phía sau. Thở ra, về tư thế em bé. Bạn có thể gập nhẹ hai khuỷu tay. Hai tay của mình vươn qua khỏi đầu. Sau đó xoay nhẹ hai khuỷu tay. Thả lỏng cơ cổ tay của mình hết mức cơ thể. Xoay theo chiều ngược lại. Giữ đây, tiếp tục mở vai. Quan sát hơi thở và quán chiếu hơi thở. Hít vào, nâng đầu nâng vai lên. Bằng cách riêng của mình, về lại tư thế chó cúi mặt. Hít vào, nâng chân phải của mình lên. Sau đó bật hông của mình về phía trước, nhảy về phía trước. Thở ra, hạ chân trái của mình xuống. Tiếp tục hít vào, nhảy lên. Thở hạ, cố gắng khi nhảy mở khớp hông của mình ra. 4, lên. Về. 4, nhảy lên. Thở. 5, bật. Thở. 6, thở. Tiếp tục cố gắng đẩy hông của mình qua khỏi vai luôn. Về. 7, trở về. 8, trở về. 9, hít vào. Nhảy lên. Trở về. 10, hít vào. Cố gắng giữ hơi lâu chút xíu, siết chặt cơ bụng của mình lại. Trở về. Lần cuối, hít vào, nhảy lên và giữ đây. Tiếp tục ấn mạnh hai lòng bàn tay của mình xuống, căng hai khuỷu tay của mình hết mức cơ thể. Siết chặt cơ bụng của mình lại. Đúng rồi. Nhấn hai tay của mình nhiều hơn nữa, căng khuỷu tay của mình luôn. Thở ra, trở về. Sau đó, thả lỏng tư thế em bé, điều phối lại hơi thở. Gập hai khuỷu tay, nâng hai lòng bàn tay của mình qua khỏi đầu. Xoay nhẹ cổ tay. Thả lỏng khuỷu tay. Thả lỏng lòng bàn tay. Thả lỏng ngón tay. Giữ hơi thở thật nhẹ nhàng và chậm rãi.
Từ từ tìm cách trở lại tư thế chó cúi mặt. Ấn mũi chân nâng hông đẩy vai của mình lên. Ta đổi bên. Hít vào đánh chân trái lên. Thở ra nhảy bật về phía trước. Hai. Nhảy ba. Siết chặt cơ bụng của mình lại. Nhảy bốn. Cố gắng khi nhảy hông qua khỏi vai. Nhảy năm. Nếu được, giữ hơi lâu chút xíu. Nhảy 6. Đúng rồi, căng khuỷu tay luôn, nhấn hai lòng bàn tay của mình xuống. Nhảy 7. Nhảy 8. Nhảy 9. Lần cuối. Nhảy 10. Hạ. Rồi, nếu được, bạn nhảy lên và giữ đây. Cố gắng tiếp tục nhấn hai tay của mình xuống, tách hông của mình ra, thở ra, trở về tư thế em bé. Hoặc trở về tư thế kim cương, lắc nhẹ cổ tay, ngón tay, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hai tay vòng sau lưng, trũng lưng, thở ra, gù lưng của mình về phía sau. Rồi sau đó, tìm cách nằm dài ra thảm. Vẫn gập hai gối, áp hai lòng bàn chân của mình chạm thảm. Sau đó lắc nhẹ gối trái phải, thả lỏng đùi, thả lỏng hông, thả lỏng phần thân trên, điều phối lại hơi thở. Hai, hai tay vòng ôm gối, kéo sát gối về phía ngực, lăn lưng trái phải. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp. Đừng quên đăng ký kênh của mình để cập nhật hàng ngày các bài tập mới nhất nhé. Namaste. Chúc các bạn một ngày vui.